quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Trọn vẹn nhất và đương nhiên đối với gia chủ của chúng tôi là bố Lò Văn Hào, mẹ Lò Thị Nhó cũng như con trai Lò Văn Tuấn, con dâu Quảng Thị Xuân cũng đã tìm thấy những niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của gia đình mình. Và đương nhiên gia đình đã tổ chức cũng như là xây dựng được một ngôi nhà cực kỳ khang trang, và tôi thể quý vị cũng đã được chiêm ngưỡng rằng một ngôi nhà có thể nói rằng là bao nhiêu
nhiêu người hằng mong ước được hòa và với niềm vui, niềm hạnh phúc đó của gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2023 cũng đã được nhân lên gấp trăm, gấp nghìn lần với sự hiện diện đặc biệt đông đủ của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn trẻ làm nữ thanh niên đã không còn ngại đường xa xa xôi trở về chúc mừng chào đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và với những tình cảm yêu mến đặc biệt nhất của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin phép trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị đại diện của gia đình, đó chính là bác cả của gia đình, bác Lò Văn Biên sẽ thay mặt đại gia đình hạnh phúc chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể trung tâm bữa tiệc. Trân trọng kính mời. So thế mà non tiếng cá ở đại bản đàn á, bà mẹ ở ý đang luôn cho phủ cho con hơi khỏi đó từ đại diện à em tới hơn hâu khỏi đó là tin thầy đu thứ nhất là em đi thế cả sau báo cáo con mẹ bản nữa đó cả chứ con đằng đó ải em đó chỉ chú cái bản thân em hai ba đó cả cô thân đảo đó kèm hôm cái đó chẳng nhanh nhạy má chú con mẹ ải non bản quán hâu hay các bản ba đuông hay đó cả quá chân cả chẳng đà đẩy mưa đi bên trăm mưa sẵn bên kép nhưng cả chẳng đẩy bản hứa nưng cả bộ điều cả chẳng quá tài xưa nó hai ba đó cả cô bố đồ bất tâm hay cái mưa đi đó cả chẳng hà đẩy mưa đi bên trăm mưa sẵn bên kép đem kép ngáp thì bận bà khửng ải em đó chẳng đẩy ở hạ phẩm nó bà con cả mấy dũ hay đó cả chẳng đẩy mới ải non con mẹ biết cá sau bản sàn đó ải non rồi bác thuốc cảm ho hai bác phương với cá cờ cho hai chặt tên bất chút thời gian cái bia bác càn bất tụng nó tốt nó mòn mưng mà ngả nó nghe nó khỏi tục lý sang hơn xưa nó khỏi cả đại dạng tới hơn ứa là xóa chúc mưng hờ ải non cảm ơn con mẹ ải non ứa là tới cá đúng bà hào à na na là chú phủ cho con hai tên là mơ ứa mòn mưng không khỏi cũng khỏi cả nhớ ra bình dừa là nhớ cảm ơn cứ xóa má nó cũng khỏi cũng lý sang cho mỹ một mỹ bát chân trực hai đôi đốt bông chú tỏ nón ứa là chú po chú mẹ chú ải chú non chú ba chú vớt chú nhất bền chú ba cực chén chú ba hai cái này cực chén cái cuông ứa chén đỏ mình nó là sò mới tất cả po mẹ tất cả chú phủ chú cốt là po cần ứa chín đỏ hạt mắt chan hở bắn mòn bắn mưng đỏ khang nó po cần tổ chức xe hở cũng khỏi là hải em là nơ po mẹ tất cả chú phủ chú cốt nơ vâng, với những ý kiến phát biểu tuy ngắn gọn xúc tích nhưng cũng đã cực kỳ đầy đủ ý nghĩa của đại diện gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, đó kính gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của toàn thể trung tâm bữa tiệc buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và đương nhiên giờ phút ở đây thay những lời cảm ơn chân thành đó thì sẽ là những ly rượu đồng ngay trên sân khấu này gửi tới toàn thể trung tâm bữa tiệc và kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rất đầy giơ cao chén rượu của mình để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ. Và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng chén rượu của mình thật cao lên quý vị ơi. Dạ vâng, đó, niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi đã được thể hiện ngay trên sân khấu này. Chúng ta sẽ rót ly rượu thứ hai và đương nhiên sẽ đồng thanh rô thật to để chúc mừng cho gia đình chúng tôi ạ. Kính mời bổng phận lên tân ạ. Và mới xúc cống khái chén hậu thứ xong bà mẹ bình đồng ơi chén hào chén hành chén mặn chén duyên cho bà mẹ họ ở sắc hay và mới xúc cống san tên bà mẹ bình đồng nhau xuống hơn hót dơ xin nhớ bà mẹ bình đồng nữa chén rượu này chúng ta sẽ cùng dơ cùng gia đình chúng ta được không ạ. Và quý vị sẽ dơ chén rượu thật cao nên không quý vị ơi. Quý vị anh chị ơi, 1, 2, 3 dơ rồi kính mời quý vị. Vâng, với những cảm ơn mến đặc biệt cho buổi trưa ngày hôm nay mà gia đình chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới quý vị thì đương nhiên sẽ trở về từng mâm tiệc và cảm ơn trực tiếp bắt tay cảm ơn toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Rồi vâng, một lần nữa kính chúc đại gia đình chúng ta tân gia đại cát vạn sự như ý và luôn luôn thành công.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.